Dạ xin chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay là mùng 9 Tết của năm 2024. Đó. Thì ăn Tết xong thì em cũng đã trở lại làm việc bình thường ha. Và ăn Tết xong á thì mình ở Long An, miền Tây Nam Bộ thì cái cảm giác là không khí nó đã nóng lên rồi, nóng lên rất là nhiều rồi. Mấy nay thì báo đăng thành phố Hồ Chí Minh đã lên 34, 36 độ rồi. Trong khi đó thì miền Bắc mình ăn Tết xong thì vẫn còn không khí lạnh và mưa ha. Thì cũng chuẩn bị là vừa rồi cô chú anh chị, chừng khoảng 2 tháng 3 tháng nữa thôi là miền Bắc nó sẽ trở nóng và nóng nhiều hơn miền Nam nữa. Đó. Cho nên là bây giờ em vẫn tiếp tục hoàn thành và lên clip cũng như là sẵn sàng đóng gói để giao tới cô chú anh chị ha. Đây, đây là những cái hộp mà em đóng gói sẵn những cái đầu quạt không than chạy điện từ 12 tới 24V. Đó. Đây, một bộ mình sẽ bán ra như thế này ha cô chú anh chị. Là bao gồm một cái đầu quạt, một đầu quạt không than chạy điện 12-24V. Motor thì là motor không chổi than, được tháo từ máy photocopy Nhật ra. Đó. Kèm theo hai cái phụ kiện và đóng gói lại như thế này. Đó. Như thế này là 350k một cái, bao phí ship ha. Cọc 50k mình gửi hàng. Đó. Bên mình có cọc mới gửi hàng cô chú anh chị ha, tránh tình trạng bom hàng. Thì đây là cái khả năng vận hành của nó. Đây là test không cánh nha. Đang test bằng pin, tại vì 12V thì có nhưng mà không có sách xuống đây được. Tạm thời mình test không tải bằng pin 18V. Thì nó sẽ có hai dây ra. Một dây là dây cấp nguồn, đỏ đen. Đen thì là dây âm, đỏ là dây dương. Và dây âm mình có tích hợp diode chống ngược cực. Lỡ mà cô chú anh chị mà có cắm dây đen vô dây dương và dây đỏ qua dây âm thì điện nó không vào thôi chứ nó không cháy động cơ ha. Rồi, một dây còn lại là cái biến trở để tăng giảm tốc độ. Đây, mình đang cho chạy ở mức thấp ha. Và bây giờ mình tăng tốc. Đó, tăng tốc tối đa. Đó. Rất là khỏe. Dòng này khi mà mình chạy ắc quy thì định danh nó là 12V, 12V mấy đó. Nhưng mà khi mình sử dụng mà nó gần hết điện năng thì nó sẽ giảm dưới mức còn khoảng 10 mấy V. Động cơ vẫn chạy ok nghe cô chú anh chị ha. Chứ không phải nó 12-24 là nhất thiết phải 12. Đó, dưới 12 như là 10V mấy, 11V vẫn chạy ok. Và trên 24V thì tầm khoảng 26-27V vẫn chạy ok, không cháy động cơ. À, từ mức 12V tới 18V là nó tương đương với quạt 220V. Còn nếu mà cô chú anh chị mà chạy mức điện áp từ 18 tới 24V là nó sẽ khỏe hơn quạt 220V. Đó. Bên mình đã chuẩn bị sẵn sàng, sẵn hàng hết rồi. Những thứ này là đã lắp ráp hoàn chỉnh, đổ keo vào những cái mối hàn ha, những cái linh kiện điện trở các thứ. Ok hết rồi. Cái phần này là mình chuẩn bị đóng gói là đóng sẵn luôn nha. Tại vì khi mà mùa nóng năm rồi á, tới lúc á mình làm không kịp, cho nên là bây giờ là chưa vào mùa mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đó, cái này là hoàn thiện 95%. Xong rồi đóng gói mới gọi là 100% đó, như đó là đóng gói sẵn. Cô chú anh chị mình chỉ cần chốt đơn ok một cái là mình lên đơn là đi ngay. Đó. Rồi, đây là test không tải và đây là cây quạt thành phẩm bên mình. Sử dụng hàng ngày và cũng như là dùng để là test xem cái độ bền theo thời gian của nó. Con này thì mình lắp ráp để sử dụng cho nhà là từ khoảng 7 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Đến khi mình đi ngủ thì mình mới tắt. Nhà có hệ thống điện năng lượng mặt trời, cho nên tất cả những cái quạt ở trong nhà mình đều sử dụng là điện 12V mà tự mình ráp lên. Đây, thì cái quạt này mình sử dụng cánh này, người ta hay gọi là cánh B5 ha. Đường kính cánh là 45cm. Đường kính cánh là 45cm. Và 5 lá luôn nha. Loại cánh này là cánh của Senco. Và đây là mình dùng cái jack DC từ cái pin 12V đó ra. Đó. Công tắc. Đây là mức thấp nhất. Đây là mức thấp nhất mà quạt chạy ở 12V. Mình sẽ tăng tốc nha. Bật tốt năng cơ.
Cô chú anh chị chú ý là mình mới chỉ cấp điện ở mức khoảng 13V, mức 13V thôi. Nếu mà cô chú anh chị cấp điện áp từ 18-24V là bảo đảm nó khỏe hơn cái quạt Senco 220 luôn. Tuy nhiên mình xin lưu ý nha, không phải là cái gì cũng vậy, con người hay máy móc cũng vậy. Mình nếu mình làm việc mà gọi là hết cái công sức của mình đó, thì trong một cái khoảng thời gian ngắn thì ok. Còn nhưng lúc nào cũng vậy, ví dụ xe máy mình mà mình cứ chạy 100 cây số một giờ trong vòng 10-15 phút 20 phút ok, chứ mà chạy cả ngày thì chắc chắn cái máy nó không còn nguyên vẹn đâu. Và người mình cũng vậy, khi mình làm việc khuân nặng giác hay làm cái gì quá sức trong khoảng thời gian ngắn thì ok, chứ làm miết từ ngày này qua ngày kia cũng không có xong đâu. Và nó cũng vậy, ví dụ cô chú anh chị chạy hết tốc độ nó trong khoảng 2-3 tiếng ok, chứ mà chạy muốn chạy nguyên ngày mà cứ dặn hết tốc độ chắc chắn nó cũng không có bền đâu. Có thể hư thì nó không hư liền, nhưng mà nó sẽ hư theo thời gian đó. Còn nếu mà muốn chạy 24/24 để 70% tốc độ trở xuống ok đó, mình sẽ làm việc nó lâu dài hơn ha, rất là ok nha cô chú anh chị. Và một cái vấn đề nữa cô chú anh chị hay hỏi là lắp ráp nó có dễ không? Rất là dễ. Nếu mà một cây quạt 220V cô chú anh chị tháo được lồng, tháo được cánh, tháo được nắp nhựa ra thì sẽ gáp lại được với cái đầu quạt này, tại vì mình thiết kế nó y chang quá vậy chứ á. Cũng là cái đầu quạt, cũng là cái ti, nó gắn cái ti để chọt vô cái lỗ thân quạt này, rồi gắn cái cần đưa tước năng thôi. Quan trọng là cô chú anh chị mình đi dây, lòn dây sao cho nó cảm thấy nó hợp lý đó, là ok, không có vấn đề gì hết ha cô chú anh chị. Rồi bên mình sẵn hàng nha, cô chú anh chị có thể liên hệ số Zalo mình để đó để chốt đơn ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.